Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh. Cô bé đang ngồi trước gương cùng tô với mình nha. Tiếng cái này thì mình sẽ tô màu hồng. Nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu dù tiếp theo nha.